Môi trường du lịch Đà Nẵng thời gian vừa rồi được tổ chức tốt là điều kiện thu hút khách trong và ngoài nước ngày càng nhiều. Ngoài điều kiện vốn có của địa phương và nỗ lực của cơ quan chính quyền, du lịch Đà Nẵng khởi sắc và tạo ấn tượng tốt, có phần đóng góp của các doanh nghiệp, dịch vụ luôn hoạt động và ý thức trân trọng xây dựng hình ảnh thân thiện và trách nhiệm. Công ty du lịch quốc tế Hải Vân Cát luôn tự hào là nhà cung cấp dịch vụ du lịch quốc tế và nội địa đáng tin cậy. Và chúng tôi cảm thấy may mắn phát triển trên thành phố có nội lực. Du lịch Đà Nẵng luôn tâm niệm hành động, có trách nhiệm với khách hàng và với môi trường du lịch trên thành phố. Havatravel Hải Vân Cát hiện nay có trụ sở chính ở Đà Nẵng và các văn phòng đại diện ở Nha Trang, Hà Nội. Với tôn chỉ mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng và với chiến lược phát triển kinh doanh bám sát với điều kiện thực tế, Hải Vân Cát đã mang đến cho khách hàng những chất lượng dịch vụ tối đa với chi phí tối thiểu. Đó là cơ sở để chúng tôi mở rộng nhanh chóng quy mô kinh doanh chỉ sau 1.5 năm hoạt động và cam kết luôn nâng tầm chất lượng phục vụ tương xứng với sự lớn mạnh của công ty. Hải Vân Cát thân hành phục vụ. Với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, năng động, thân thiện, Hải Vân Cát cung cấp hầu hết dịch vụ liên quan đến lữ hành, nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện cho các tổ chức, tập thể bằng tất cả nhiệt huyết và sự đồng cảm, sẻ chia. Luôn tiếp cận cái mới, thiết kế những sản phẩm hợp với thị hiếu và mong muốn của khách hàng, tổ chức chính xác, khoa học các dịch vụ với trách nhiệm và sự thấu hiểu sâu sắc. Với những cam kết chất lượng của Hải Vân Cát sẽ là nền tảng làm nên sự hài lòng của khách hàng trong những chuyến du lịch thú vị, nhiều cảm xúc và an toàn. Những tuyến điểm mà Hải Vân Cát thiết kế cho tôi đi trong tour vừa rồi rất là hợp lý, nó theo một lộ trình nhất định và rất là phù hợp thời gian, không làm cho tôi quá mệt mỏi hoặc là tôi cảm thấy rất là thích thú. Rất là nhiều điều thú vị bổ ích, đặc biệt là lịch sử văn hóa, ẩm thực và con người của vùng đất Đà Nẵng. Hài lòng hơn hết đó là trách nhiệm và cung cấp phục vụ của Hải Vân Cát. Với hơn 70 nhân viên trẻ trung được đào tạo chuyên nghiệp cùng làm việc dưới mái nhà chung Hải Vân Cát, mỗi nhân viên của chúng tôi luôn hiện diện với vai trò là đại sứ của thương hiệu. Mỗi việc làm của từng nhân viên là đại diện cho hình ảnh và uy tín của công ty. Niềm tin và sự hứng khởi của khách hàng dành cho nhân viên của Hải Vân Cát chính là tài sản tích lũy đáng quý nhất của chúng tôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên đóng khách của công ty du lịch Hải Vân Cát. Họ nhận xét rất tốt về dịch vụ của công ty này và chúng tôi rất hân hạnh làm việc với công ty du lịch Hải Vân Cát. Trong năm 2016 vừa qua, những nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và nhân viên Hải Vân Cát đã mang lại những kết quả đáng tự hào với những cơ hội tham gia và danh hiệu được trao tặng. Tham gia hội chợ du lịch quốc tế CITM Thượng Hải, triển lãm các sản phẩm du lịch quốc tế Đà Nẵng về nghỉ dưỡng biển và MICE BMTM, đơn vị tiêu biểu của lĩnh vực du lịch, được đề cử vào top 10 sao vàng đất Việt. Những bước đi của Hải Vân Cát luôn được xây dựng trên chiến lược nhất quán, hướng đến mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ du lịch chuyên nghiệp được tin cậy và lựa chọn hàng đầu trên thị trường du lịch Việt Nam và quốc tế. Các dịch vụ lữ hành, sự kiện của Hải Vân Cát luôn được thiết kế với bản sắc riêng, đồng thời kết nối với hàng trăm đối tác tại các địa phương và quốc gia khác, tạo nên chuỗi dịch vụ khép kín. Từ đó, Hải Vân Cát luôn luôn làm chủ chất lượng dịch vụ của mình trong mọi tình huống, đảm bảo cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất trên mỗi hành trình của chúng tôi. Chúng tôi luôn hiểu rằng để tiếp tục phát triển thương hiệu Hải Vân Cát còn rất nhiều thách thức và cố gắng mỗi ngày, nhưng chúng tôi tin tưởng vào tương lai bởi chúng tôi ở trên thành phố có tiềm năng du lịch phát triển.